lại rồi nấu dầm nước rồi cái thịt ngon, thịt ngon tươi. Nước cơm nha. Thấy chị mưa quán quá. Béo béo ngon á. Làm thêm chén nữa anh. Có ớt vô nhìn hấp dẫn ha. Cái lốc này là cái lốc đông. Ở sao ông xấu với ông Bảy là không cưới vợ đi? Tiền mà không có cưới. Không có tiền. Cưới vợ gặp nhà rồi cưới nó lo bằng ăn đỡ, mà gặp vợ đánh sắm tha cam ông chết mình bằng chết luôn. Mua chiếc ghe này người ta thấy nó bán mà người ta cho nữa. Giờ bán thì cho đó. Chiếc ghe đúng ra nó bán là mười mấy 20 triệu đó. Mình thấy vậy thôi, tôi bán thì cho luôn, bán có đâu có 8 triệu là 10 triệu rồi. Tôi bán thì cho luôn, ba trả hai lần mới hết á. Sơ cỡ chơi chứ không mấy đâu trời. Trả lên hai lần, lần nữa rồi. Cũng làm tổng đầu tổng đích mới trả. Cô bác quý anh chị, hôm nay thì mình với lại em Phong Bụi có dịp quay trở lại ông Sáu với ông Bảy. Cái hoàn cảnh mà ba anh chị em trên 60 tuổi sống ở trên ghe này, hôm nay thì mấy anh em quay trở lại đây để cùng với ông Sáu với ông Bảy trải nghiệm một đêm thăm câu ếch hay ông Sáu ha. Thì ở đây thì mình đã thấy chuẩn bị sẵn của ông Sáu nè, một cái gọng nè, đây thêm một cái gọng, hai ông hai nơi. Thì mình với Phong thì hai anh em mỗi người, một người đi theo ông Sáu, một người đi theo ông Bảy, ông Sáu nha. Lấy cơm ra để cho tụi mình ăn nè. Cơm này ăn hồi chiều nè Phong ha. Ông Bảy đang trồng bếp củi. Thôi giữa nha. Dạ. Ôi, cái cửa sổ. Đây đây. Chơi hồi đi rồi ngủ mới bảy giờ mấy vừa. Con ở đây. Con mới đi đâu đi? Đi đâu? Hồi thấy ông Sáu trong bảy thương vô. Ông Sáu ở trong này. Ông Bảy trong này nhúm củi thì ông Sáu tự động vô cơm luôn kìa. Hai anh em ruột mà. Hai anh em độc thân. Ông Sáu sợ ông Bảy cực hay ông Sáu? Tiếp à, ra tiếp. Thôi rồi. À, có gì ăn lấy cho cô khô ăn cho nổi. Ăn cá cho nó nặng ha, đó, nóng lên ha. Chịu mua cá hủ loạn mua cá lóc đó. Cá lóc kho. Ở mình hâm trước hả? Nó nóng, mình nấu cơm nó mới dễ. Ở chiều là mua con cá hết nhiêu tiền? Không biết nghe giờ khá mua nhiêu mấy ai có 20 ngàn à. Là ăn mấy ngày ông Sáu? Ngày nay, để giờ nay với ngày mơ nữa. Ngày mơ nữa chứ nè. Là ăn 2 buổi đúng không? Mỗi chú có nước thuốc không? Thuốc nè. Dạ không. Dạ không. Cái ngoài này cũng thuốc dở rồi, chứ tôi không có thuốc kia đâu. Gói này bao nhiêu một gói? Trời ơi, nó rẻ, con mắt nó 6 ngàn gói chứ. Gói này là rẻ nhất trong thuốc nè. Tên là gram. Rồi kêu thuốc miên, rồi thuốc gram. Chứ đâu có gì đâu. Không có kêu thuốc này ra, không kêu thuốc nổ đâu. Gắt chuyện nữa. Một cây là... Mua cây nó có 5 mấy ngàn à. Mua gói thì khá. Ở đây nó bán, có các bạn bán cây không? Có đi, dạ. Nhóc có chơi. Rồi mình mua lẻ thì 60, mua cây 58, rẻ hơn 2 ngày. Nhưng mua gấu chịu thì nổi. Mua nguyên cây mình định giờ là mình đợi được 2 ngàn. Tính về còn không ấy, không dư nói. Mà thấy mình mấy chai hút hay gô, dép, với gì vậy, cái lộ gì nè. Cái Nixon. À, Nixon. Trời ơi, hút chi mấy cái đó thì nặng, mấy ngàn gói không. Ông sợ là nặng thuốc hay nặng tiền? Nặng thuốc chứ, thuốc hút nặng, hút nổi. Thuốc này hút vừa nè, hút cũng nổi đâu. Anh Hồ thấy không? Những khối đen này nè. Đúng rồi. Đây nè, khối đen này. Khói trong cái lòng rồi ẩn vô nè. Tính ấy có tiền mua cái lò đưa khói ra ngoài, chùi hết bả lại luôn. Mà chưa có tiền mua cái lò. Lò
mắt cũng tờ. Nhiêu? 200 mấy rồi. 200 mấy chục ngàn hả? Lò đó là lò gì? Lò con khói, chùm củi con khói. Khói là ra ngoài, khói ngoài trời này. Chưa có mua được cái mặn bài quỷ chúng mình mua quay hết tiền, lấy quay hết tiền. Không gì được mua. À, bình thường thì mỗi đêm như vậy thì ông Sáu và ông Bảy đi bắt ếch thì được khoảng 7 đến 9 kg. Mỗi ký như vậy đúng được. Là 10 kg đó, 10 kg. Trung bình là 7 kg, 8 kg. Mỗi ký là 20 mấy ngàn quên rồi. 25 ngàn đi. 27 ngàn ký. Dạ. 27 ngàn. Thì như vậy thì khoảng 7 kg thì được 140 à. Kim trăm mấy rồi, kim trăm tư vậy. Khoảng 160. Gần 200 ngàn. Là thức cả đêm á. Thì thức lại chút xíu rồi đi rồi đó, không có biết chú ngủ nó giờ là chút xíu đi rồi đó. Được cái mồi đâu, mồi mình làm ạ. Ốc dạ. À 8 giờ rồi nè. Ban mạo nhà lậu đâu. Ông Sáu với ông Bảy thì cái nhiệm vụ nấu cơm là của ông Sáu hay là của ông Bảy? Ông Bảy. Thì tôi với ổng. Tôi đi nhà kêu là ổng nấu. Rồi dắt cá thằng tôi. Bây giờ kêu tôi đi cầm câu về tể đó. Dạ. Sớm chắc cũng nấu chứ gì sao. Ai về sớm thì ông Sáu, ông Bảy ai về sớm thì người đó bắt cơm lên. Ừ. Cho kẹo hết trơn rồi. Dạ. Ai về sớm là nấu cơm sơ trước. Thế mình về sớm mình ghé cà phê mình cà kê. À, ông Sáu là bao nhiêu cân? Không có 200 cân nè, tôi gần 300 rồi. Dạ. Thì tôi đi là thủ là 3 giờ về đi, thủ chắc ăn đi vậy đi. Với nết nhiều thì ở chừng 4 giờ mới về tới nhà, gần 4 giờ. Đi con đường đó, tại mấy chú đò theo, cho mấy chú theo, tại mấy chú biết. Đi một lần mất hồn luôn, không sao không thêm nữa đó. Đây coi đây sống cảnh còn rất giả quá rồi. Đây cũng sống cũng được rồi, quen rồi. Hai người lớn tuổi hơn. Hai người 500 cân. À. Người lớn tuổi thì 200, người ít tuổi hơn thì 300. Mà người lớn tuổi thì phải dầm về nấu cơm. Cơm sôi ha. Sôi rồi. Nước nhiều quá. Đổ trắng cơm rồi. Để cơm nguyên tiền. Sớm. Một giờ mới gì vậy? Rồi có một giờ. Rồi tôi trễ là 3 giờ. Trễ nữa là 4 giờ. Không có là sớm đâu. Tại chiến đường nó xa quá xa. Thì tạm tắt tắt đi, nó không có nhiều. Với câu nhiều cũng không có được luồng cảm. Nấu 15 phút, 20 phút rồi chín. Lâu rồi ơi. Điện lâu. Điện có bờ gò lâu, có chiếc, chiếc cao. Tại giờ nấu giờ nước rồi cái. Được ngon, được ngon tươi. Bộ trưởng đây đi. Muốn cơm nãy tôi muốn cho mấy chú ăn khô sao không nổi nữa để khô khô như không ấy cả cháy không tuổi thì chậm nhiều quá cũng nó khét được cơm review như vậy nó chín nè đó là giá là nửa rộng đó thôi nửa rộng với trời nửa rộng. Lửa rộng là được bao nhiêu ký à? Lửa rộng đó theo là đúng rồi, lửa rộng là 6 ký rồi. 6 ký. Cái này là 5 ký gì. Vậy thì giá là được... Quải cũng mệt à, chứ không phải chơi đâu à. Nặng, mệt á, đi đường xa đó, đi cũng mệt. Tối nay con quải nha, chú cứ hốt lên đi. Có tu quải á, xong câu, gì á, chú quải. À. Rồi quải rồi bỏ vô mới được, yeah. Mau. Thì gì đó, hồi quải, quải. Thì nó nói hết câu đó là quái, nó thích nó quái. Dưới đi qua hai cậu. Cây à? Ông Hưng, ông Sáu à. Ông Sáu cứ lo cho hai anh em suốt. Nói khó khăn là tôi đi vậy đó, nổi không? Không nổi. Khó khăn lắm để hỏi với chú, nó phải hỏi với chú. Hai anh em nói chuyện tình cảm ghê á, giống như là hai anh em thanh niên á. À, nghe đâu nói hai ông hồi nhỏ là... Là tự nhiên thờ nhau là không cưới vợ nên giờ không cưới để cho con gái khổ chơi. Thôi quá Phong.
Đấy, cho mọi người thấy cơm gạo củi này không thơm đâu, gạo gạo kia kìa mới đã dặm mót rồi. Cơm chín luôn này đó. Rồi ăn giờ chưa? Dạ. Chín rồi. Ăn rồi, dọn cơm hai đoạn cát hai mươi chú ăn. Ông xấu với Mỹ là không cưới vợ đi. Tiền mà không được cưới. Không có tiền. Cưới vợ gặp nghèo rồi cưới nó lo bằng ăn đỡ, mà gặp vợ đánh sống tha can ông chết mình bằng chết luôn. À, bây giờ có một người nào mà chấp nhận hy sinh vì ông Sáu hay là vì ông Bảy gì theo sống trên ga mà hàng đêm đi cắm ếch chung thì sao? Ôi, cái chuyện đó cũng không ước mong không mong ước nổi rồi. Em làm mình thấm mình cực khổ, mình người hồi nào giờ mình chịu mình biết rồi thôi. Theo đi chừng hai đêm nhắn rồi kinh chuyện à. Đây tôi phải ở đây lâu lắm rồi tôi biết hết trơn. Đây là bốn mấy quay có mấy hồi nó bốn lầm năm thì có mấy hồi đâu. Mở ghe cho không nè, nó có lên đợt. Rồi mua chiếc ghe này, người ta thấy nó bán mà người ta cho nữa. Giờ bán thì cho đó. Chiếc ghe đúng ra nó bán là mười mấy hai chục triệu đó. Người thấy vậy thôi, tôi bán thì cho luôn. Bán có đâu có 8 triệu là 10 triệu rồi. Tôi bán thì cho luôn, ba trả hai lần mới hết á. Sơ cỡ cho chúng em mấy đâu trời. Trả lên hai lần. Mà cũng nữa rồi. Cũng làm tổng đầu tổng đích trả. Rồi mới ra bán ra đó, trời ơi gì dưới khoảng từ từ trả cho mày lo dưới đó thôi, cái gì cái lo tôi gọi hoàn thành. Tôi máy đâu đó làm rồi bỏ quà, gõ gà cái rồi. Xong chuyện cho nó im. Chứ mình thiếu nợ người ta rồi mình làm đêm ngủ cũng được. Hay cao phức hoài cũng có được. Không phải gì. Đó, hoàn cảnh giờ ví dụ như mấy chú đóng vai tù rồi đi, chứ đừng nhỏ nhiều chừng 5 triệu thôi. Mấy chú hết ngủ luôn. Lăn qua lăn lợi tính này ứng ngủ đất này cũng vậy hả? 9 giờ còn ngủ gì nữa. Ngủ ngồi nó đi hỏi. Để dạ ăn cơm rồi cũng ngủ. Lấy cái tàu qua đổ con ngủ vừa thôi để đi. Nè. Đây là nước cơm. Nước cơm chắc ra đặc sản năm 90. Nhắc rồi chứ rồi khét cái gì. Còn đây là tài sản ăn 2 ngày con cá lóc. Con cá lóc nhiêu tiền ông Sáu? 25.000. Ăn từ sáng đến giờ 2 ngày. Mỗi một 2 buổi ra được có 2 ngày. Buổi sáng buổi chiều. Ngày mai nữa, còn ngày mai nữa. Mai không phải khác đâu. Thì chú ăn ớt rồi? Dạ có. Ăn không? Dạ có, rồi con ăn luôn. Mà ông Sáu, ông Bảy có ớt tại chỗ không? Con trái một, con trái còn, một. Để coi, hồi đây thì tôi cầm câu gì, có hai trái, hai trái gì vậy? Còn không? Thôi, ớt hết rồi, để lên được lấy rồi. Ở đây hay là đâu không? Đây nè, bước cầm câu nè, phía đâu khác. Ăn đi, mấy chú có con đi. Hôm nay ăn là cái món ăn có miền Tây mà những cái người nghèo à. Trước đây thường hay ăn. Nè, ăn mấy trái. Dạ, một trái thôi. Ông trái đi. Thôi, hai tụi con ăn trái được rồi. Trời ơi, nước cơm ta để đây nè. Đó. Đó. Hai thứ cá lóc. Ủa, ông Bảy ăn cơm chung với tụi con thôi. Hai chú ăn đi, ngồi đi nói chuyện. Ăn đi. Dạ. Để nấu cơm đi luôn nha anh. Ăn lấy, ăn cho vui đi. Ăn đi, hai chú ăn cái việc ăn đi bà. Dạ. Tụi con ăn gì hết gạo sao? Nè. Rồi bây giờ trước khi ăn cơm thì Phong hấp miếng nước ấy nha. Rồi, nước cơm nha. Gạo hàng năm nữa đúng mùa, gạo này ăn nó không được im đúng mùa. Đúng mùa là mới ngon nữa. Đúng mùa hồi trước là pha trong hết. Có chừng nóng. Lâu quá mới được nè. Đúng rồi, hồi nhỏ giờ luôn á. Cái này là những người phụ nữ mà sinh mà không có sữa cho con bú á, hay cho hấp nước cơm như thế này nè. Béo béo ngon á. Làm thêm chén nữa anh. Em thấy sao? Em thấy cái vị sao? Béo ngày luôn á. Bỏ đường vô. Hốt đường, có đường kìa. Dạ thôi được không? Anh không. Tụi con ăn gì thôi. Ăn nghỉ ngơi hồi góc đầu lên đường đi làm. Phong đưa chén đèn bớt một miếng. Vô. Ủa sao ông Sáu với Bảy nấu cơm nhiều vậy?
Rồi nấu cái chú cái gì dùng đi ba, cái gì đâu thì có gì dùng lấy cái gì. Chứ cô khô quẹt ăn cho mẫu. Tôi quẹt nhưng mà cơm nhiều quá. Cô khô quẹt rồi phải có mỡ, chắc mỡ rồi khô không có. Không sao, không chịu để cơm nguội vô lúc nãy nấu luôn kìa. Sợ tụi mình nấu cơm mới không á. Cơm bốc khói luôn nè. Ở đây cá lóc kho, đây là kho lạc không sao? Kho lạc cũng vừa ăn chứ không lạc không. Dạ. Ăn chanh đâu, nặng chanh vô đó. Dạ được rồi, tụi con ăn nhiêu rồi. Nè Phong nè. Đũa lại. Dạ. Đây là còn cái phần khứa cá lóc nè. Đó, cái ớt vô nhìn hấp dẫn ha. Ừ. Cái lóc này là cái lóc đông. Đâu, lóc nuôi. Không có tiền đâu ăn cá lóc đồng không bạn? Cá lóc đồng đây cũng không có nữa. Cá lóc đồng đây mắc chứ lắm mà cũng không có đâu. Có bên Đồng Tháp với xa bên đây cũng có. Rồi em cảm ơn Phong. Ờ cá lóc nuôi không à. Chứ ớt. Ờ cá lóc nuôi bằng kỹ lắm chứ không phải bằng cá lóc gì đâu. Dạ. Bằng máy xe đẩy bằng gọi nữa đâu. Rồi xuống mình ngâm nước muối khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ. Ngâm muối rồi chi rồi mặn hết hết. Nó cứng con cá lại, nó dẻ con cá lại chi mặn về mặn liền là cá. Lần bảy này ngâm nước muối luôn hả? Ngâm nước muối luôn đó. Ừ. Ông bảy cho con một chai ớt nữa đi. Ngâm nước muối rồi, cứng con cá đó, ăn cũng được tựa nhưng cá hồng đó. Không thấy đâu. Cho nó săn lại. Cho săn thịt lại. Cho săn lại cứng con cá lại. Ớt này là mình trồng hả ông bảy? Mình đã chứ trồng gì đồng rồi thấy. Ớt này gọi là ớt trắng. Ớt chim mía nè. Không phải, là trồng. Dạ. Chim mía thấy chút chút không à. Con dơ. Anh em chiều cũng đói bụng. Ăn ở ngoài tiệm không ngon bằng đây Phong ha. Tiệm thật thà ăn cái con ngá. Cái cách kho của ông bảy á, thơm, cá thơm. Ông ơi, tôi đổ rồi mấy chú về tại nó ăn, tôi ra ăn cá lóc nuôi đó. Quậy nước muối cho nó mặn. Ngâm nước lúc cá là gần như là ngâm cả chừng nửa tiếng hồ, một sớm thì nửa tiếng, để mình tiếng hồ rồi mấy chú bằng cá là cứng ngắt con cá ăn ngon lắm. Rồi về lóc thì bằng kho liệu nó bờ lợi cá lắm. Như ông Bảy đi bắt ớt thường xuyên như vậy thì có ăn ớt không? Ớt ăn lắm. Vì sao? Ăn chịu nổ, ngán. Ăn bữa một rồi, qua bữa thứ hai rồi rồi. Hết ăn luôn. Nhưng mà hay nấu cháo ớt ăn không? Ớt, cũng ít nấu. Tại vì đó là nguồn thu nhập mà. Không phải là thu nhập mình ra mình chừa, mình muốn ăn chừa ớt tươi vậy nó là phải ớt nó nhỏ đâu, tươi vậy nó có tươi vậy mình chừa ăn đó. Còn ớt chết? Ớt chết rồi căng xu luôn hết trơn cho người ta đó. Con xui vậy nó mới ấy dễ. Con xui. Ông bị kho ngon ghê lắm không? Ăn tí cơm đó, thơm quá. Nước màu với đường bỏ vô chút, ướt nó thấm cá mình mới kho. Kho cho săn cá mình chế nước vô mới bỏ muối vô, bột ngọt vô. Ông kho cá nước thơm quá. Rồi cái vị này nữa nè. Cái nước tôm này nó không được ngon hơn. Nó được bây giờ nó có những nó bùa rồi, nó 4 tháng, dạ. 5 tháng gì đặng. Em ăn thêm cái này đi. Còn này là cứ về ăn đi. Ăn chén thứ ba nè. Ăn gì không? Thường thì Phong ăn ít cơm á. Tụi con thì cũng ăn cũng ít. Tại chiều cũng có ăn một miếng lót bụng rồi. Mà gặp Phong ăn nhìn thèm luôn ghê luôn. Ăn chén thứ ba rồi đó. Cái gì em gọi là ăn là ăn hà cô ấy thải thả cho như vậy. Ăn như chị ớt á. Đã ghê ạ. Ngoài lần mà anh với em ở ngay chỗ anh Từ với anh Hồng á, thì đây là lần thứ hai ăn cơm ngon ạ. Thích ăn cái hùng hỉnh. À quá wow. Ba chén cơm với hai chén nước cơm. Để dành ngày mai ăn tiếp. Bây giờ thì chắc hai anh em mình sẽ ngủ không Phong ha? Nghỉ ngơi tí xíu. Rồi sau đó thì sẽ theo chân ông Bảy đi đặt ớt. Đi thăm ớt, thăm câu. Ông thì bây giờ đang chuẩn bị dụng cụ để mà bắt đầu đi. Cái hũ thuốc này là ông mua bao nhiêu tiền theo bác sĩ hay là ông tự mua ông? Cái này mua tiệm chứ không bác sĩ. Tự cái mình biết lên máu tự mua luôn. Tự mua. Mình biết cái căn bệnh mình đó. Dĩ này 10.000 dĩ đó mà trời. Dĩ ngàn viên ngàn đó. Cứ nhẹ nữa. Mình tự làm bác sĩ luôn, cứ thấy dấu hiệu tăng thăng là mình biết rồi. Uống vô.